Khang Audio 18 Bình Dương xin kính chào các sư phụ, chào các sư huynh và chào các hiền đệ. Lời đầu như thường lệ, cho mình gửi lời cảm ơn tới mọi người đã đăng ký kênh YouTube của mình cũng như chia sẻ kênh của mình cho người khác biết. Báo cáo với lại các sư phụ cùng các huynh đệ, hôm nay là ngày 30 tháng 3 năm 2023. Thì thể theo yêu cầu của một số huynh đệ là yêu cầu mình lên sóng âm ly. Thì âm ly thì cũng còn khoảng tầm 50 chiếc thôi, chứ không có nhiều. Thế nhưng mà thời gian này đang làm việc đài nhiều, thế nên là âm ly là không có thời gian đăng video. Đấy. Thì buổi trưa ngày hôm nay mình đăng một cái video âm ly lên để giới thiệu tới các sư phụ cùng các huynh đệ khắp ba miền Bắc Trung Nam. Đó là chiếc âm ly Zinton có model LX7000. Zinton LX7000. Hàng này là made in Việt Nam, sản xuất ở thành phố Hồ Chí Minh. Đấy. Âm ly này của công ty điện tử Phúc Lộc, hàng có địa chỉ nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, được nhà sản xuất trang bị cho 12 con sò than lớn. Tên của con sò than là C5200 và A1943, trở kháng từ 4 đến 8 ohm. Công suất thì ở đằng sau người ta ghi gần 1000W. Thế nhưng mà theo thực tế mình đấu nối phối ghép ở đây thì một đôi loa 4 tấc thì nó đánh cho tơi bời khói lửa nha. Mạch ECHO này, mạch ECHO thì dùng con IC0306, thế nhưng lại được kết hợp với lại mạch mic 7V, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7V. Thế nên là hát karaoke con này cũng rất chi là ngọt ngào và êm ái nha. Được trang bị hai cầu AB riêng biệt, đây này. Tức là gì? Là nó có thể đánh hai đôi loa cùng một lúc. Thì nếu như con này ấy, mà chơi hai đôi cùng một lúc thì chơi loa với đường kính bass 20cm là hợp lý nha, trở kháng từ 4 đến 8 ohm. Đấy, thế còn chơi một đôi thì 4 tấc cũng được, không phải suy nghĩ gì cả. Trọng lượng nhà sản xuất đưa ra là 12kg. Khi mà mình đóng thùng xốp vào nữa, bọc ni lông vào nữa chắc phải nó phải trên 13kg nha. Tất cả các chiếc áp và công tắc đã được thay mới. Một cái điều tuyệt vời nhất đó là gì? Là cái âm ly này còn zin nguyên bản, chưa có đào bới sơ lộ gì cả. Chiếc áp, hệ thống chiếc áp ở đây được thay bằng hệ thống chiếc áp bi. Mà chiếc áp bi thì biết rồi, chiếc áp bi nó rất chi là bền, rất chi là bền nha. Đấy, chiếc áp bi là nó bền lắm. Đấy, này. Ngoại hình thì còn rất chi là đẹp. Đấy. Bây giờ mời mọi người đi vào bên trong để xem nội thất của nó. Đây là biến âm nguồn của âm ly Zinton LX7000, công ty điện tử Phúc Lộc đây này. Đấy, điện tử Phúc Lộc này. Biến âm nguồn đây, thông số kỹ thuật đây này. Cu dây đồng đấy, nó được quấn bằng dây đồng đấy. Đây này, cu có chữ cu đây này. Đây này. Đấy, cu. Đấy. Chữ nó cũng hơi mờ nhưng mà chỉ biết được là ở đây là có chữ cu nhá. Thế còn các mức điện áp thì âm ly nào cũng như âm ly nào thôi. Đây. Đấy. Biến áp nguồn nghìn zin. Cả cái âm ly này nó zin nguyên bản thì chả phải nguyên cái biến áp nguồn. Đây là bo nguồn, bố tụ lọc nguồn zin, 1, 2, 3, 4 tụ lọc nguồn zin. Đấy, còn hai cái thằng cu con, này là lọc nguồn cho mạch tiền khuếch đại nhá, tiền khuếch đại. Giờ le bảo vệ đây, hai con đèn ổn áp để cấp điện cho mạch tiền khuếch đại cũng được lắp tỏa nhiệt. Nhìn cái tỏa nhiệt thì đã ưng rồi nhá, đấy, chữ Phúc Lộc bên này. Đấy, Phúc Lộc này. Sang lên bên đây là mạch công suất. Đấy. 6 con một bên. 6 con một vế, tức là âm ly này âm ly 12 sò. 6 con sò than lớn. Đấy, mạch công suất của nó này. Đấy, để chậm như này để xem cho nó sướng. Phúc Lộc đây này. Đấy, chữ Phúc Lộc đây này. Bo công suất zin nhá. Chứ trên thực tế có rất nhiều cái âm ly mà khi cháy bo công suất, hỏng bo công suất rồi, thay cái bo công suất khác nó cũng màu vàng này vào nhá, là lưu ý, là phải để ý chứ không là gì đấy, là cái bo đấy là bị lai đấy nha. Âm ly Phúc Lộc thì nó phải có chữ Phúc Lộc bên đây nữa này, có chữ Phúc Lộc này. Đấy. Đấy, mạch đây đẹp như thế này kia mà, nó đẹp như thế này, mạch công suất của nó đẹp như thế này. Đấy. Tỏa nhiệt, nhìn cái tỏa nhiệt cũng sướng cái cuộc đời gì nha. Thì ở đây ấy là nguyên bản của nhà sản xuất ấy, là cái bo công suất này này, cái bo công suất người ta để cách xa với lại cái này được khoảng tầm 2cm. Nhưng mà đến lượt mình thì mình đẩy cái này sát vào đây, cái xong ở đằng sau thì mình bắt cho con ốc vào đây
Đây, thế nên là sao? Đây, cái độ chắc của nó thì miễn bàn nhé, độ chắc của nó thì miễn bàn. Ở dưới này lại bố trí thêm cái này nữa để làm gì, để đỡ cái phên công suất này, này miễn bàn luôn này. Đấy, cái này là mình gia cố thêm đấy nhá. Đấy, đây là mạch mic, mạch mic nè, mic 7 volume này. Đấy, mic 7 volume chạy 2 IC to, 2 IC bé. 2 IC bé này, con này với lại con này là 4558, còn cái con này với con này chữ nó bé quá chả biết được nó là con gì, chỉ biết được nó là con IC đây. Đây, chữ bé quá không đọc được nha. Phúc Lộc đây. Đấy, chữ Phúc Lộc đây, lại tiếp tục Phúc Lộc đây, Echo đây. Đấy, Echo này, Echo Zin nhá, Echo Zin của Phúc Lộc này, Phúc Lộc này. Đây là bo Echo này, bo mic này, bo mic này. Đấy, Echo đây này. Đấy, ở dưới này là bo master, à music, 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 music chạy 2 IC thì bao giờ cũng vậy. Master đây, master Phúc Lộc đây, master chạy 4 IC, chạy 4 IC, 4558. Ở cái thằng cu này là cái công tắc tăng bát tăng check ở âm ly của Tây thì gọi là low note hay low note gì đấy nhá. Còn hai cái thằng là cu này là công tắc A cầu A cầu B. Đây là mặt đằng sau của nó, mặt đằng sau của chiếc âm ly này. Đây. Đấy, công ty trách nhiệm hữu hạn điện tử Phúc Lộc. Địa chỉ 54 lô M đường 3A cư xá Bình Thới, phường 8 quận 11, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Made in Việt Nam, sản xuất ở Việt Nam. Hàng Việt Nam chất lượng cao đấy. Tất cả những cái con ốc này đã kiểm tra nha, đã kiểm tra còn rất chi là tốt. Cái đầu rắc này, in out này đã thay mới hết rồi, cầu chữ U đã thay mới hết rồi. Đấy. Đấy, cầu chữ U đã thay mới rồi. Còn đây là bên đây là chữ Tây thì chữ Tây thì không đọc được, nhưng sao bên đây là cái tem này là có chữ tiếng Việt đây. Sử dụng 12 Domino Made in Japan. Tức là cái con sò công suất ấy là cái con sò công suất của Nhật Bản. Tổng công suất là 800W nha. Đấy. Đáp ứng tần số là từ 25Hz cho đến bao nhiêu đây này. Mở quá. Đến 20kHz. Trọng lượng 12kg này này. Đấy, trọng lượng này. Đấy, trọng lượng nhà sản xuất đưa ra là 12kg này. Đấy, đây. Con này nghe nhạc cũng như hát karaoke. Ở cái phân khúc gọi là gia đình ấy thì thôi, khỏi phải bàn cãi gì nhá. Khỏi bàn cãi gì. Đấy. Đây này, rắc các thứ dây đều phải đổ keo hết cẩn thận kỹ lưỡng. Đây này. Đổ keo cẩn thận. Còn đây là cái mạch hiển thị. Mạch hiển thị của chiếc âm ly này thì lại dùng bóng led nhá, dùng bóng led thế nên là cái mạch hiển thị của nó rất chi là đẹp. Mạch hiển thị này rất chi là đẹp. Đây là mặt dưới của chiếc âm ly này đây. Đây là mặt dưới của chiếc âm ly này. Đấy, mặt dưới của chiếc âm ly này. Nặng lắm, 12 cân mà. Đấy. Nhắc lại với lại các sư phụ cùng các huynh đệ, chiếc âm ly Zinton combo đen LX7000, 12 con sò than lớn, hai cầu AB riêng biệt, trở kháng từ 4 đến 8 ohm, công suất là 800W, đấy là thông số của nhà sản xuất đưa ra. Đấy, mạch mic được sử dụng 7 con biến trở, 7 núm nhá, 7 volume, thế nên là nó khác biệt so với những chiếc âm ly mà 6 volume. Mạch Echo sử dụng con IC0306. Đấy. Chiếc âm ly này nếu như đấu hai đôi cùng một lúc thì loa đường kính bát 20 là nó chơi tốt, thế còn nếu như đấu một đôi thì bát 4 tấc nó chơi không phải suy nghĩ gì cả, chơi từ sáng đến tối nhà không phải lo cái vấn đề đau lưng mỏi gối. Đấy. Chiếc âm ly này, buổi chiều ngày hôm nay là ngày 30 tháng 3 năm 2023. Mình trân trọng gửi tới các sư phụ cùng các huynh đệ khắp ba miền Bắc Trung Nam với một mức thóc. Thay lời merci, thay lời xia xịa và thay lời thank you very much. Thay lời cảm ơn mọi người đã đăng ký kênh YouTube của mình cũng như chia sẻ kênh của mình cho người khác biết. Cũng như trong quá trình xem video của mình thì cũng đã có những cái hành động đẹp, đó là like nha. Đấy là like, thả tim nha. Đấy. Mình gửi tới mọi người với một mức thóc đã được phần mềm chuyển đổi sang tiền Việt. Đó là 1.280.000 đồng không bao gồm phí ship vận chuyển. 1.280.000 đồng, một cái mức giá rẻ nhất quả đất, một cái mức giá chỉ tìm thấy ở Khang Audio 18 Bình Dương mới cung cấp được chiếc âm ly Zinton LX7000 đang hoạt động tốt tất cả các chức năng, và chiếc áp thì lại thay toàn bộ bằng chiếc áp bi, và âm ly thì lại âm ly Zin nguyên bản chứ không phải Zin ở lời nói nha. Đấy,
không có ù xì gì cả, và nếu như mà âm ly mà có ù xì thì không bao giờ cho đệ tử xuất sơn, đó là một điều chắc chắn là như vậy nha. Âm ly thì còn rất nhiều nhưng mà chẳng có thời gian để đăng. Đấy, đăng tạm cái con này lên. Hoa xin phép dừng clip ở đây, trân trọng cảm ơn các sư phụ cùng các huynh đệ. Chào thân ái. Merci. Merci beaucoup.